chương 41 Biết trong núi có hổ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghiêm phi vũ nói lập tức quay người bành sư thúc, hàng đạo trưởng, phó đạo trưởng, mấy cái này tiểu trấn bên trên bách tính, liền giao cho các ngươi Ghi nhớ, nhất định phải mang theo bọn hắn rời đi, đi được càng xa càng tốt, nếu như chúng ta như vậy, thắng, chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi, nếu như, chúng ta bên này không có tin tức, vậy các ngươi, cũng không cần trở về. Lời này mới ra, ba người đều có chút ngoài ý muốn, Phó Thiếu Du lúc này liền liền nhìn về phía Tô Tử Dương. Mà hàng kiều đâu, đối nghiêm phi vũ hành lễ, đạo đa tạ nghiêm công tử hảo ý, bất quá, chúng ta mặc dù đạo hành không cao, nhưng bao nhiêu cũng có thể từ bên cạnh giúp đỡ một chút, đặc biệt là, tại một chút mau sơn trên trận pháp. Đúng đúng đúng. Lời này mới ra, Phó Thiếu Du cũng là vội vàng ứng tiếng nói, mau sơn trận pháp, có đôi khi vẫn là có rất lớn tác dụng, mà trận pháp này, một người bố trí xong đến, thực tế quá khó, ít nhất cũng được hai ba cái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, lúc này, thêm một người, không phải nhiều phần lực nhà, ba cái thối thợ dày, còn định vị gia các lượng đâu. Nghiêm phi vũ do dự chốc lát, vậy được rồi. Lập tức liền lại nhìn về phía bành tứ hải, nói. Sư thúc, những cái kia bách tính rút lui sự tình, liền giao cho ngươi ghi nhớ, nhất định phải mau chóng. Còn có lý trưởng quỷ, ta nhìn ngài liền đừng trở về, sớm làm đào mệnh đi. Cái này. Bành tứ hải rõ ràng có lời muốn nói, bất quá, không chờ nó mở miệng, nghiêm phi vũ liền đã chuyển hướng một bên trương lại nhi, nói. Vậy còn ngươi? Ta. Trương lại nhi nói. Ta đương nhiên cùng các ngươi cùng đi a, à, đương nhiên nói thật a, à, đánh người thời điểm, ta liền nhìn xem náo nhiệt các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta động thủ, nhưng là chạy trốn nha, tùy thời tìm ta. bất quá, nói đi thì nói lại, các ngươi đến cùng là tính toán gì a? À, sẽ không liền cùng nhau tiến lên, cùng hắn tuyệt nhất tự chiến a. À. cái này. nghiêm phi vũ lại nhìn mắt xa xa lão đạo sĩ, nói. hắn hiện tại đạo hạnh, khó mà diễn tả bằng lời, đánh lên, thắng bại khó liệu, mà lại, cho dù là chúng ta thắng, vậy cũng phải hao phí thời gian dài, đến lúc đó chỉ sợ cũng muộn. Cho nên, ta muốn tận lực khuyên hắn lạc đường biết quay lại." Nghiêm Phi Vũ nói. "À." Trương Lại Nhi lúc này mắt trợn tròn, hắn làm như thế lớn chiến trận, hoa thời gian lâu như vậy, còn rõ ràng có thành tựu không nhỏ, ngươi nói hắn làm sao có thể từ bỏ? Nếu không như vậy đi." Nói liền hướng Tô Tử Dương cùng Nghiêm Phi Vũ bên người đụng đụng. Không biết nói thứ gì, chỉ biết sau một lát mấy người liền liền lên đường một đường từ đỉnh núi đến chân núi sau đó lại rút vào trong rừng thẳng đến lão đạo sĩ pháp đàn mà đi xuống núi thời điểm tất cả mọi người vẫn là cùng một chỗ nhưng là đến pháp đàn trước lại chỉ còn lại trương lại nhi một người lại nhìn cái này trương lại nhi có thể nói là nghênh ngang quan minh chính đại xuất hiện tại lão đạo sĩ trước mặt nhìn xem trương lại nhi như vậy lão đạo sĩ là vừa sợ vừa giận hỏa khí lập tức liền nhảy lên lên, trực tiếp nổi giận nói, tiểu tử thúi, ngươi còn dám tới muốn chết. Hôm qua, để các ngươi đào tẩu, coi là hôm nay, ngươi còn có thể như vậy may mắn. Quát mắt nhìn trừng trừng, mươi phần. Lại nhìn lão đạo sĩ này, lúc này, chính đoan ngồi ở kia pháp đàn trung ương, cùng cùng khói đen, ở xung quanh không ngừng lượng lờ. Hiển nhiên, pháp thuật của hắn, tại một đêm này ở giữa, lại tinh tiến rất nhiều. Mà Trương Lại Nhi đâu, cũng vẫn như cũ là khí định thần nhàn, đứng vững, nghiêm, sau đó thật sâu cho lão đạo sĩ bái, nói: "Thật xin lỗi." Ừm. Lão đạo sĩ sững sờ, không hiểu thấu. Chuyện ngày hôm qua, phi thường thật có lỗi. Lại nghe Trương Lại Nhi nói: "Nhưng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng không phải là cố ý nghĩ lừa gạt ngài, thực tế là hết biện pháp, dù sao ngài đạo pháp cao như vậy, ta vì cứu bọn họ, không có cách" Còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua Tha chúng ta một lần đi Cái này Lời này mới ra Lão đạo sĩ là càng không rõ ràng cho nên Nhìn xem Trương Lại Nhi Sửng sốt nửa ngày đều không có kịp phản ứng Tiểu tử ngươi Đây là ý gì Lại muốn dở trò quỷ gì Đùa nghịch hoa dạng gì Không có Không dám Trương Lại Nhi nói Ta hôm nay đến Tất cả đều là bởi vì hảo tâm Hảo tâm ngươi có thể có cái gì hảo tâm." Lão đạo sĩ nói, lại nhìn Trương Lại Nhi, sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, nói: "Thời gian cấp bách, cấp bách, vậy ta liền nói ngắn gọn, cái này dưới lòng đất có đồ vật, ngươi dạng này rất nguy hiểm. Ngươi vị trí địa phương, là cái tứ tượng đều phá đi địa, Thanh Long Đố Kỵ chủ, Bạch Hổ Ngầm Thi, Chu Tước Khóc Thảm, Huyền Vũ Cự Thi, đều chiếm toàn. Còn có cái này bốn phía vẫn là cái tam tại tứ tượng khốn âm tỏa long cục. A à, ha ha ha. A à, ha ha ha. Trương Lại Nhi lời còn chưa dứt, lão đạo sĩ chính là ngửa mặt lên trời mấy tiếng cười to. Phách lối đến cực điểm, buông thả đến cực điểm. Lại nhìn Trương Lại Nhi đâu, vẫn như cũ là một mặt nghiêm túc, với hắn mà nói, khó được nghiêm túc, tiếp tục nói, ngươi cười cái gì? Ta không phải nói hưu nói vượng, cũng không phải nói chuyện giật gân, không phải nói vì để cho ngươi thu tay lại lập cái nói dối hù ngươi ta tất nhiên là biết vẫn như cũ là không đợi trương lại nhi tất nói cho hết lời lão đạo sĩ lại nói tuyển ở đây ngươi nói đồ vật ta chẳng lẽ còn không biết ngươi ngươi nói cái gì trương lại nhi lông mày đã nhăn lại ngươi biết cái này dưới lòng đất có đồ vật kia là tự nhiên hư hư lão đạo sĩ cười lạnh ngươi không khỏi quá coi thường ta nếu như cái này dưới lòng đất không có đồ vật ta mồ cùng thi nhặn lại là làm sao luyện thành ngươi trương lại nhi muốn nói lại thôi trong lòng không hiểu bất an nhưng vẫn là tận lực để cho mình bảo trì trấn định nói không phải vật kia khả năng so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn rất nhiều đúng ngươi mới vừa rồi là không có ở trên đỉnh núi nhìn ngươi biết hiện tại nơi này thi khí nặng bao nhiêu sao thật là che khuất bầu trời ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại không phải vật kia tuyệt đối là ép không được đến lúc đó chúng ta đều phải chết không nói gạt ngươi ta hiện tại đang chờ hắn lão đạo sĩ nói che khuất bầu trời ta muốn chính là cái hiệu quả này chính là muốn hắn trấn không được chỉ bất quá hắn ra đều phải chết chính là bọn ngươi đương nhiên còn có nó ngươi ngươi là nghiêm túc sao ngươi cứ nói đi cũng chính là khuyên không nghe đúng không lão đạo sĩ không có tiếp lời cười như không cười nhìn xem trương lại nhi trương lại nhi lắc lắc đầu bất đắc dĩ đến cực điểm nói ngươi thật là a à, minh ngoan bất linh đầu có bao một cái lão nê thu uống một chút nhi nước muối thật đúng là đem mình làm hải sản rồi hảo tâm nói ngươi còn không nghe chính ngươi bao nhiêu cân lượng ngươi không biết sao lòng tham không đấy ngươi đây thật là chó đói hại nhà xí, con cốc nhảy chảo dầu, ngươi thuần túy tìm chết. Tiểu tử thúi Vốn là ổ một bụng bốc lửa, nghe nói như thế, lão đạo sĩ càng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đứng dậy, nổi giận mắng, ta nhìn ngươi chính là thuần túy tìm chết. Tốt, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Nói, là khoát tay, một đạo khói đen, tự như một chi mũi tên nhọn, hướng trương lại nhi, nhảy lên, đi qua. Thấy như vậy, Trương Lại Nhi lúc này một cái xoay người, sau đó liền liền không gặp. Độn địa thuật. Lão đạo sĩ rõ ràng có mấy phần kinh ngạc. Mà không đợi nó phản ứng tới, đã thấy đỉnh đầu, không hiểu liền liền lâm không chợt ra một đạo thiểm điện. Mà nó bên cạnh thân, cũng tự dưng, nhảy lên ra một đạo hỏa quan, đều là thẳng đến lão đạo nhân mà đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Xuất kỳ bất ý. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Rõ ràng nhìn ra, đạo này thiểm điện, là can kim long dùng lôi đình oanh bổ ra đến, mà đạo này ánh lửa đâu, cũng là giác mộc dao dùng huyễn âm trượng quét ra đến. Lại nói kia lão đạo nhân, là từ đầu đến cuối căn bản không có phát giác được kia can kim long cùng giác mộc dao tồn tại. Bao quát hiện tại, cũng còn không biết, hai người ở đâu. Làm sao, bỗng nhiên liền toát ra đạo thiểm điện cùng ánh lửa nói đến cái này cũng không trách lão đạo sĩ đạo hạnh thấp dù sao cũng là ẩn thân phù thêm mạng đà hương người bình thường sao có thể phát giác vẫn là đồng dạng cái này ẩn thân phù là trương lại nhi cho đám người cũng không biết trương lại nhi làm sao liền sẽ nhiều như vậy môn đạo pháp mà lại từng cái cũng đều là lại huyền diệu lại thiên môn bởi vì giác mộc dao cùng can kim long xuất kỳ bất ý cộng thêm tàn nhẫn quả quyết Lão đạo sĩ kia ngăn cản không kịp, trốn tránh bất quá, sinh sinh chịu hai lần trọng kích, trực tiếp bị nền phải bay ra ngoài thật xa. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính, ngay tại nó còn lơ lửng giữa không trung, chưa rơi xuống đất thời điểm, bên người đã lại xuất hiện một mảng lớn kiếm trận. Nghiêm phi vũ xuất thủ, vẫn là đồng dạng, chỉ thấy kiếm trận không gặp người. Lần này, lão đạo sĩ, vừa vặn ngay tại kiếm trận chính trung tâm, kia tổn thương, có thể nghĩ đã vô chiêu đỡ chi công, cũng không còn sức đánh trả. Ghi nhớ địa chỉ Internet M lọa kích. Công cả người, giống như là trong cùng phong một mảnh lá rụng, trong biển rộng một chiếc thuyền con, mặt người chém vết. Không nói tại nó quanh thân xẹt qua, chặt qua kiếm ảnh, liền nói từ nó trên thân đi ngang qua mà qua kiếm ảnh, cũng đều có hơn mấy chục. Cũng may mắn, kiếm trận này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cảm thấy, nếu là lâu một chút nữa, có thể cái này lão đạo nhân, liền liền thất linh bát lạc, bay lên đầy trời. Chỉ có thể nói, nghiêm phi vũ trong tay kiếm trận này, thật sự là lợi hại. Mà kiếm trận này vừa mới triệt hồi, kia lão đạo nhân tự như cùng một trương bao tải, phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Tự như là chết rồi, không có một chút người sống bộ dáng. Bất quá, cho dù như vậy, giác mộc dao cùng can kim long hai người, như trước vẫn là đối nó, phế phẩm thi thể ra hai cái ngoan chiêu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng đích thật là chết rồi sau đó nghiêm phi vũ giác mộc giao can kim long ba người là tất cả đều hiện thân vẫn là công tử kiếm trận lợi hại nhưng nghe giác mộc giao nói mà nghiêm phi vũ đâu nhìn lão đạo sĩ kia lắc lắc đầu nói là bởi vì cái này ẩn thân phù cùng mạng đà hương chúng ta xuất kỳ bất ý giết hắn trở tay không kịp không phải lấy lão đạo sĩ hiện tại đạo hành chúng ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy thủ thắng hoặc là nói khả năng căn bản cũng không khả năng thủ thắng trong lúc nói chuyện lại nhìn phía trước mặt pháp đàn còn có pháp đàn trước chỉnh chỉnh tề tề trưng bày lấy thập phương quan tài nói việc này không nên chậm trễ chúng ta nhất định phải nhanh chóng biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi bây giờ nên làm gì dù sao nơi này thi khí nặng bao nhiêu các ngươi cũng là nhìn thấy nói liền liền hướng bốn phía một phen dò xét, Trương Lại Nhi. Ai ai ai? Trương Lại Nhi lúc này đáp. Thanh âm rất gần, gần phải tất ba người đều dọa rung lên. Ngay tại ba người trước mặt, bất quá, vẫn là đồng dạng, ba người cũng không biết, Trương Lại Nhi là lúc nào đến, lại là làm sao tới. Mà ba người đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe Trương Lại Nhi vội vàng nói, không phải, các ngươi thế nào đem ẩn thân phụ cho xé rồi. Không xé còn một mực dáng A. À. Giác Mộc Giao nói. Vậy cũng không. Trương Lại Nhi nói. Đây không phải còn có dưới mặt đất cái kia nha, vạn nhất chúng ta tay chậm. Cái này. Giác Mộc Giao muốn nói lại thôi. Kỳ thật, cái này Giác Mộc Giao đơn thuần là trông thấy nghiêm phi vũ hiện thân, cũng không nghĩ nhiều, liền liền hiện thân. Hiện tại, bị Trương Lại Nhi kiểu nói này, còn thực có ít như vậy hối hận, không phải, ngươi còn có không? Chỗ nào đến A? À? Trương Lại Nhi nói Thứ này, ta còn không có học được làm sao họa đâu Cũng liền mấy cái như vậy, toàn sử dụng hết Không phải Ngươi thế nào không nói sớm đâu? Ta Tính một cái Giác Mộc dao lắc lắc đầu, nói Ngươi không phải nói, muốn nhìn hắn tu tập là vật gì nha Cái này nửa ngày, ở một bên thấy thế nào rồi? Nhìn ra cái nguyên cớ sao? Trương Lại Nhi lại là lắc đầu. Không có. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba người tất cả đều nhìn về phía Trương Lại Nhi. Mà Trương Lại Nhi lại gật đầu một cái, không phải, các ngươi đừng kích động, cái này cũng không trách ta a. À, quả thực là hắn cũng không có vải cái gì trận a. À. Không có vải cái gì trận. Nghiêm Phi Vũ liền nói ngay. Đúng vậy, phải. Trương Lại Nhi nhẹ gật đầu, dù sao ta là nhận không ra, các ngươi nhận ra sao? nghiêm phi vũ không có tiếp lời chỉ có thể nói từ chính thống đạo pháp ánh mắt đến xem nghiêm phi vũ nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào nhưng là bàn môn tả đạo vậy liền nói không rõ mà nhiều lần lại nghe trương lại nhi nói nhìn các ngươi cũng nhìn không ra tới đi ta cũng kỳ quái nhìn ta cả buổi bất quá nói đi thì nói lại có hay không trận pháp hiện tại cũng không quan trọng dù sao lão đạo sĩ này đều đã chết không phải nếu như hắn luyện là cái gì tà công vậy chuyện này liền nếu như hắn luyện là cái gì pháp khí nha chúng ta tìm 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 được lại nói tìm xem còn tìm đến lại nói đối với trương lại nhi như thế cái không đáng tin cậy thuyết pháp nghiêm phi vũ ba người rõ ràng nhất không hài lòng nhưng là hiện tại cũng không có tốt hơn chủ ý tốt à sau đó nhưng nghe nghiêm phi vũ nói tìm xem Mọi người nhất định cẩn thận, ghi nhớ, cho dù như vậy vẫn như cũ không thể chủ quan, dù sao mấy ngày nay đạo nhân kia đạo hành gia tăng bao nhiêu, các ngươi cũng là nhìn thấy, nếu thật là bởi vì cái gì pháp khí bố trí, vậy cái này pháp khí có bao nhiêu lợi hại, không cần nhiều lời. Nói liền liền mở ra bước chân. Sau đó, mấy người cứ như vậy chậm rãi đi hướng pháp đàn. Một bước, hai bước, mắt thấy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cẩn thận không có dấu hiệu nào, chợt nghe bên cạnh thân một tiếng quát chói tai, là cơ thủy báo thanh âm, hắn sống. Lời này mới ra, bốn người lúc này quay người, đích xác, cũng chính là này nháy mắt ở giữa, lão đạo sĩ kia quanh thân lại tuôn ra cuồn cuồn khói đen, cả người, cứ như vậy trên mặt đất dãy dụ lấy, vặn vẹo lên, thân thể hoàn toàn biến hình, cả khuôn mặt, cũng là hoàn toàn dữ tợn. Chuyện gì xảy ra? Trương Lại Nhi nói. Mà không đợi nó phản ứng tới, nghiêm phi vũ giác mộc dao can kim long ba người liền đã xông ra thân sau đó lại thấy rõ lôi đình phun trào ánh lửa bay tán loạn lại nhìn lão đạo sĩ kia vẫn như cũ là không tránh không né thân thể tức thì bị can kim long cùng giác mộc dao đánh cho trái chấn động phải chấn động luôn cảm giác là tại tan ra thành từng mảnh biên giới nhưng là lại luôn luôn không có mà lại thân thể vẫn là càng đánh càng thẳng quanh thân khói đen cũng là càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Dạng này không được. Nghiêm phi vũ nói liền lại nhất lên trường kiếm. Không thể. Giác mộc giao vội vàng khuyên can nói. Công tử không thể, ngài mới vừa vặn dùng kiếm trận, lúc này mới bao lâu, nếu là lại dùng, ngài thân thể, sẽ nhịn không được. Cái này. Nghiêm phi vũ có chút do dự, thế nhưng là. À. Bên này còn không có xoắn suýt ra cái nguyên cớ tới, một bên khác, lão đạo sĩ kia lại là dẫn thiên nhất tiếng trống giận, cả người nháy mắt lâm không nhảy lên lên một hai trượng cao, trên thân khói đen, càng là như kia vỡ đê hồng thủy, lao nhanh mãnh liệt mà ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Xuất khẩu cùng ngôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Không có gì bất ngờ xảy ra, nghiêm phi vũ, giác mộc dao cùng can kim long ba người, đều bị kia khói đen nháy mắt, xông lên. Can kim long cùng giác mộc dao coi như thôi, dù sao có lôi đình oanh cùng huyễn âm trượng che chở, thế nhưng là nghiêm phi vũ liền không có vận tốt như vậy. Gãi đúng chỗ ngứa, ngã xuống đất về sau, trực tiếp một ngụm máu tươi quẹ ra, hiển nhiên, hắn thương phải không nhẹ. A à, ha ha ha. A à, ha ha ha. Sau đó liền nghe lão đạo sĩ kia, là mấy tiếng cuồng tiếu. Phách lối đến cực điểm, làm càng đến cực điểm. Lại nhìn lúc này lão đạo sĩ, cả người, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sắc mặt tái nhật như tờ giấy, không có một chút huyết sắc, còn có chút không biết từ chỗ nào leo ra vết máu, một mực từ cái cổ tử mạng kéo dài tới cả khuôn mặt. Quanh thân, vẫn như cũ là cuồn cuộn khói đen cuốn, đương nhiên, kinh khủng nhất, vẫn là cặp mắt kia, hoàn toàn biến thành màu đen, cứ như vậy nhìn xem mấy người, nói. Không nghĩ tới đi. À, cái này thanh âm nói chuyện, cũng phát sinh to lớn biến hóa, khang khang, trầm thấp, giống như nó trước người khói đen đồng dạng, luôn cảm giác mang theo một loại đến từ địa ngục khí tức. Mà cũng chính là cái này khi khắc, can kim long cùng giác mộc dao đã đuổi tới nghiêm phi vũ bên cạnh, viện nghiêm phi vũ, nhìn trước mắt lão đạo sĩ. Hắn, hắn hiện tại đến cùng là người hay quỷ A. À? nhưng nghe Giác Mộc Giao nói. Quảng hắn là người hay quỷ. Giác Mộc Giao lời còn chưa dứt, một thanh âm, liền tại nó bên tai bỗng nhiên vang lên. Là Trương Lại Nhi. Giác Mộc Giao vô ý thức quay đầu, cũng không thấy Trương Lại Nhi thân ảnh. Mà không đợi Giác Mộc Giao kịp phản ứng, lại nghe Trương Lại Nhi nói. Đi ngươi. Nói đã bắt được Giác Mộc Giao cùng can kim long bả vai, một làm ám kình nhi, trực tiếp tất Giác Mộc Giao, can kim long ngay tiếp theo nghiêm phi vũ cùng một chỗ ném ra ngoài muốn đi si tâm vọng tưởng lão đạo sĩ lúc này nổi giận nói nói liền liền hướng ba người vọt tới vẫn như cũng mang theo cùng cùng khói đen tự như một chi rời dây cung mũi tên nhanh như điện chớp gào thét mà qua mà trên mặt đâu càng là nộ khí đằng đằng cảm giác một khi tất nghiêm phi vũ một đám bắt lấy liền sẽ lập tức đem nó xé cái vỡ nát mắt thấy nó liền muốn đuổi kịp nghiêm phi vũ một đám, không hiểu thấu, không có dấu hiệu nào, một cái lưới lớn, lại là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Công bằng, vừa vặn tất lão đạo sĩ lưới tại trong đó. Phanh. Sau đó, lão đạo sĩ kia chính là nặng nề mà ném xuống đất, liều mạng dãy dùa, đối quanh thân lưới lớn không ngừng mà cắn xé. Thiên la địa võng tìm hiểu một chút. Lại nghe Trương Lại Nhi nói, vẫn là đồng dạng, chỉ nghe nó âm thanh, không gặp một thân tiểu tử thúi. lão đạo sĩ lúc này nổi giận mắng muốn chết không có người đáp lại đích xác lúc này trương lại nhi sớm đã đi ra ngoài thật xa đã đuổi kịp nghiêm phi vũ ba người nói lão đạo sĩ kia cũng không biết làm cho trò gì thực tế là quá lợi hại ta nhìn bộ dạng này chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn a à. hiện tại phải tranh thủ thời gian tìm tới tô tử dương bọn hắn Xem bọn hắn bên kia là tình huống như thế nào, nếu như còn không được, ta nhìn, chúng ta vẫn là phải tranh thủ thời gian nghĩ đến làm sao đào mệnh mới là. Nghe xong lời này, giác mộc Giao lúc này sững sờ, hướng bốn phía lại là một trận dò xét ngươi, tiểu tử ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi đừng quản ta ở đâu a." À? Trương lại nhi nói. "Ta hiện tại dùng Thiên La Địa Võng đem hắn cho bắt được, hắn một lát hẳn là đến không được, mà lại ta trên đường còn đánh không ít tường." Đương nhiên, cái này đều kiên trì không được bao lâu. Đánh tường. Giác Mộc Giao lần nữa kinh ngạc nói. Quỷ đã tường. Trương Lại Nhi nói. Người. Một môn tà thuật. Trương Lại Nhi nói thẳng hiện tại, không phải xoắn suýt những này thời điểm, chúng ta. Lại nói đến tận đây, im bạc mà dừng, ngay tại lúc đó, nghiêm phi vũ đám ba người cũng dừng bước, không vì cái gì khác, chỉ vì lúc này, lão đạo sĩ kia, đã xuất hiện tại đám người trước người cách đó không xa. Hắn làm sao tới? Nhưng nghe Trương Lại Nhi hỏi, ta nào biết được. Giác Mộc Giao nói, không phải. Trương Lại Nhi lại nói kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta, đương nhiên là chạy a. À. Giác Mộc Giao nói, còn có thể làm sao? Nói liền muốn quay người bất quá lại bị trương lại nhiên ngăn cản tài ai ai, không thể về sau chạy, đằng sau ta đánh tường. Cái này, kia hướng một bên chạy. Trong lúc nói chuyện, giác mộc giao cùng can kim long hai người, đã viện nghiêm phi vũ, nhảy lên đã xuất thân. Hai người tốc độ đều không chậm, nhưng làm sao, lão đạo sĩ kia thực tế là quá nhanh, gần như là trong nháy mắt, liền lại nhảy lên đến ba người trước người cách đó không xa. Ba người lần nữa dừng bước, nhìn xem đạo sĩ kia. Mà lão đạo sĩ đâu, cũng là nhìn xem nghiêm phi vũ một đám, nói. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Ta nhìn các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Không muốn lại làm vô vị dãy dụa. Tiểu oa nhi, chỉ đổ thừa các ngươi không có mắt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải xong. Tốt, hôm nay, ta liền thành toàn các ngươi. Lại nhìn lúc này, trương lại nhi, đã lần nữa hiện thân nhìn xem lão đạo sĩ vội vàng giơ tay lên nói tài chúng ta hảo hảo nói chuyện hảo hảo nói chuyện có được hay không chết không quan trọng nhưng là lời nói phải nói rõ ràng chuyện lần này thực tế là ngươi trước chọc chúng ta ta trước chọc giận các ngươi lão đạo sĩ nói không phải trương lại nhi lúc này đổi giọng nói hiểu lầm hiểu lầm chính là một trận hiểu lầm ngươi nhìn thiên hạ đạo môn một nhà thân chúng ta đều là tương thân tương ái hổ ban hỗ trợ người một nhà không cần thiết nhất định phải dạng này có phải là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa mà lại chúng ta vẫn là vãn bối ngài dù sao cũng là trưởng bối đức cao vọng trọng ý chí rộng lớn tướng quân trên trán có thế phi ngựa tể tướng trong bụng có thế chống thuyền đại nhân không chấp tiểu nhân mà trương lại nhi trong lúc nói chuyện rõ ràng một bên nghiêm phi vũ muốn mở miệng bất quá, lại bị trương lại nhi một tay bịt miệng. Tiếp tục nói, chỉ cần ngài có thể bỏ qua chúng ta, về sau, ngài chính là chúng ta lão đại, chúng ta tái sinh phụ mẫu. Chúng ta về sau nhất định đối với ngài tất cung tất kính, nghe lời răm rắp, bưng trà đổ nước, đi theo làm tùy tùng, ngài để chúng ta hướng đông, chúng ta quyết không dám hướng tây, ngài để chúng ta trộm chó, chúng ta tuyệt không dám ăn trộm gà. Nghe tới như vậy, một bên nghiêm phi vũ mang nghe không vô, một thanh hất ra trương lại nhi tay, hung tận nhìn xem trương lại nhi. Mà trương lại nhi đâu, một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem nghiêm phi vũ, một bên nháy mắt, một bên gần như là dùng năng nỉ ngữ khí nhỏ giọng nói, nhị ca, hổ ca, nghiêm đại thiếu gia, nghiêm đại gia, chúng ta có thể hay không hơi thấy rõ ràng điểm thế cục A, à? ta biết ngài cương trực công chính, hiên ngang lẫm liệt, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành, nhưng là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt A, à? kế hoãn binh hiểu không đừng làm rộn đừng làm rộn a à, ngoan ngoãn cầu ngài ngài không muốn sống ta còn muốn sống a à. nghiêm phi vũ không có tiếp lời mặc dù sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn mà lão đạo sĩ kia đâu cười lạnh vật nhỏ ngươi khi ta ngốc sao ai không dám không dám trương lại nhi vội vàng nói chính là bởi vì ta cảm thấy ngài thông minh tuyệt đỉnh mới nói như vậy kỳ thật ta cũng là vì ngài cân nhắc a à, ngài nghĩ ngài giết ta như vậy không quan hệ đúng không nhưng là nghiêm đại thiếu gia tô đại công tử cái này liền không giống bọn hắn một cái phía sau là thương minh cùng thục sơn một cái phía sau là lâu quan cùng mao sơn người giết bọn hắn a à, ha 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 không chờ trương lại nhi tất nói cho hết lời lão đạo sĩ kia liền lại là một tiếng cuồng tiếu vậy thì thế nào tới tìm ta trả thù sao còn cầm thục sơn mao sơn lâu quan tới dọa ta cho là ta sẽ sợ sao? Chỉ cần ta đại công cáo thành, bọn hắn, đến cũng là muốn chết. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Chơi với lửa có ngày chết cháy. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com à. Trương lại nhi nháy mắt mắt trợn tròn. Nhỏ giọng thầm thì nói. Không phải, cái này hàng, hiện tại như thế bành trướng sao? Ông trời của ta, như thế chưa thấy qua việc đời. Liền cái này. Mao Sơn, lâu quan đều không phóng tầm mắt bên trong rồi. Vậy nếu là lợi hại hơn nữa một chút, còn không phải thượng thiên A, ít ngồi đáy giếng, thật đáng sợ. Cái này, ta, ta muốn làm sao cùng hắn giải thích đâu. Lại nhìn giác một dao, lại là hít sâu một hơi, nói. Còn giải thích cái gì, lại nói, chúng ta đã đem sự tình đều làm được cái này phần bên trên đều hơi kém muốn hắn mệnh còn giải thích chờ một chút chúng ta ngăn lại hắn ngươi mang theo công tử chúng ta đi mau cái này trương lại nhi muốn nói lại thôi mà nghiêm phi vũ đâu lại là liền nói ngay ta sẽ không đi chém đinh chặt sắt ta đi chuyện này liền chân không có vãn hồi hy vọng à trương lại nhi lại nhìn về phía nghiêm phi vũ khó mà diễn tả bằng lời Trương Lại Nhi biểu lộ, càng khó có thể hơn lời nói Trương Lại Nhi tâm tình. Trương Lại Nhi là thật không biết, nghiêm phi vũ là lấy cái gì tư bản, cái gì lực lượng, cùng cái gì tâm tính, nói ra lời này. Trương Lại Nhi chỉ cảm thấy, nếu như nói lão đạo sĩ kia mê chi tự tin, là bắt nguồn từ một cái kết ngồi đáy giếng đối với mình sai lầm lường được lời nói. Như vậy nghiêm phi vũ tự tin, quả thực chính là bẩm sinh, tiên thiên cố hữu, xâm nhập khí chất thậm chí xâm nhập linh hồn một loại đặc chất nói thật trương lại nhi còn chưa từng thấy như thế trục như thế hổ như thế bưu như thế nhị vị như thế không sợ chết lại luôn muốn đuổi tới chịu chết người trương lại nhi biết nói với nghiêm phi vũ cái gì đều là không tốt cho nên liền liền vội vàng nhìn về phía giác mộc dao vốn là muốn để giác mộc dao khuyên nhủ nghiêm phi vũ thế nhưng là lúc này giác mộc dao biểu tình kia lại là so trương lại nhi còn kỳ quái. Mắt trợn trừng, miệng cũng là dáng dấp lão đại, cứ như vậy nhìn xem lão đạo sĩ. Không đúng. Là nhìn xem lão đạo sĩ sau lưng. Nói đến, trương lại nhi cũng chỉ là thuận giác mộc dao ánh mắt, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, biểu lộ liền cũng khoảnh khắc ngưng kết, sau đó, miệng cũng là chậm rãi mở ra, con mắt chậm rãi trừng lên. Lại nhìn lão đạo sĩ sau lưng, cách đó không xa, không biết bắt đầu từ khi nào, đã toát ra cuồn cuộn khói đen, hoàn toàn bao phủ xa xa xăm lâm. Nhìn không ra là cái gì, cũng nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là, dạng này thi khí, sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Rõ ràng, lão đạo nhân cũng nhìn ra bốn người dị dạng, cau mày, lạnh lùng nói, làm sao rồi? Lại nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Ngươi, ngươi. Trương Lại Nhi ấp úng hơn nửa ngày, sau lưng ngươi có đồ vật, đúng sau lưng ngươi có đồ vật Ừm. hư 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 cười lạnh một tiếng tiểu thí hài nhi loại này mánh khóe cũng lấy ra dùng ngươi thật làm ta là cùng ngươi trò đùa đâu hay là nói hết biện pháp rồi trương lại nhi lắc lắc đầu có tin hay không là tùy ngươi ta cho ngươi biết a à, thức thời ngươi liền lập tức cùng ta đứng một bên đến chúng ta cùng một chỗ cộng đồng ngăn địch nói không chừng nói không chừng cộng long a à. Cái này còn có cái gì nói không chừng. Được rồi, được rồi. Vẫn là chạy đi. Nói liền liền trực tiếp níu lại Nghiêm Phi Vũ cổ áo, kéo lấy Nghiêm Phi Vũ xông ra thật xa. Lại nói kia lão đạo nhân, trong vô thức vốn là muốn đuổi theo, bất quá, bước chân còn không có mở ra, liền liền bỗng nhiên cảm thấy được không thích hợp. Lúc này quay đầu, quay người. Vẫn là đồng dạng, không biết là thứ gì, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi liền gặp kia thi khí, là che khuất bầu trời, phô thiên cái địa, tùy ý tướng ngược, gào thét mà tới. Rất hiển nhiên, dưới mặt đất vật kia ra. Tình hình như vậy, dạng này khí thế, tất lão đạo nhân, cũng dọa đến rung lên. Đích xác, chính như lão đạo nhân nói, hắn biết cái này dưới lòng đất có đồ vật, còn biết vật kia rất lợi hại. Nhưng là, cũng không biết cái này cụ thể là cái thứ gì. Nghĩ tới nó lợi hại, nhưng không nghĩ tới, lợi hại như vậy. Không hiểu chính là tê cả da đầu, lạnh cả sóng lưng, trong lòng rụt rè. Nhưng cho dù như vậy, lão đạo nhân vẫn là không có chạy trốn, hít sâu một hơi, cứng cổ, bể nghệ lấy kia cuồng cuồng thi khí, lạnh lùng nói đến, cuối cùng là đến rồi. Tốt. Thế nhưng là để ta khổ đợi a, à, có lợi hại như vậy nhân vật trợ lực, ta liền không tin, ta còn có thể thất thủ. A ha ha ha, a ha 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 mấy tiếng cuồng tiếu sau đó cả người tự như là phát điên giận dữ hét hút đi thỏa thích hút đi nhìn cái này đầy trời thi khí nhìn cái này đầy trời thi khí cũng chính là lão đạo sĩ trong lúc nói chuyện kia cuồng cuồng thi khí đã lan tràn đến lão đạo sĩ trước người vật kia đâu vẫn không có hiển chân hình mà lão đạo sĩ đâu cũng vẫn như cũ là không có né tránh cứ như vậy lâm không đứng còn dang hai cánh tay ra liền để kia cuồng cuồng thi khí cứ như vậy liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể mình. Trong chốc lát, biểu tình của lão đạo sĩ liền lại lần nữa giữ tận, mà thân thể đâu, cũng là lần nữa vặn vẹo, cổ, cánh tay, thân eo. Hoặc là nói, cả người cũng bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt, rung động. a à, ờ. Không có dấu hiệu nào, chợt nghe hét dài một tiếng, sau đó, kia trong khói đen, đã xuất hiện hai cái xanh mơn mẫn chùm sáng, hiển nhiên, là quái vật này con mắt cứ như vậy nhìn xem lão đạo nhân, sau đó, sư phải một chút, liền hướng lão đạo sĩ lao đến. Nếu như nói, vừa rồi tuôn hướng lão đạo sĩ thi khí, là cuồng cuộn giang hà, như vậy hiện tại, coi như thật sự là núi kêu biển gầm. Thấy như vậy, lão đạo sĩ vô ý thức vốn định né tránh, nhưng làm sao, thì đã trễ. Một cái lật trời sóng lớn, trực tiếp nhào về phía lão đạo sĩ. Trong khoảnh khắc, liền liền đem lão đạo sĩ hoàn toàn bao phủ trong đó. Tráng. Sau đó, liền nghe được lão đạo sĩ là một tiếng gầm nhẹ, có thể nhìn ra, nét mặt của hắn rất thống khổ, thống khổ dị thường, song quyền nắm chặt, tự hồ tại dùng lực, nhưng là toàn bộ thân thể, dĩ nhiên đã không thể động đậy, không riêng như thế, bộ ngực, bụng thậm chí là cổ, đều phòng đến lão cao, cánh tay cùng hai chân cũng sưng quê mùa. À, không bao lâu, chính là một tiếng hét thảm, tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa. Tiếng kêu thảm thiết chưa tuyệt, lại là một tiếng vang thật lớn. Lão đạo sĩ kia đã ở cái này trong khoảnh khắc, bị nổ phải là huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn. Lão đạo sĩ chết rồi, ngõm củ tỏi. Đúng, lần này tuyệt đối lại sống không đến, chết được nhanh như vậy, như thế, triệt để. Trốn ở một bên nghiêm phi vũ, trương lại nhiêm một đám, là hoàn toàn hoảng đặc biệt là trương lại nhi kỳ thật trương lại nhi nguyên bản dự định là nghĩ thừa cơ hội này lập tức tìm tới tô tử dương một đám sau đó dùng thiên lý giang sơn đồ mang tất cả mọi người đào tẩu nhưng là phút cuối cùng lại bị nghiêm phi vũ cho giữ chặt đương nhiên nghiêm phi vũ cũng không phải là không để trương lại nhi đi mà là chính hắn không muốn đi nghiêm phi vũ ý nghĩ là hai hổ đánh nhau tất có một bị thương ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cho nên, muốn tránh ở đây, tùy thời mà động. Ý nghĩ này, cũng là không phải hoàn toàn không đứng đắn, nhưng quả thực không nghĩ tới, trước đây, kiêu ngạo như vậy, bá khí, cùng vọng, không ai bị nổi lão đạo sĩ, đối mặt trước mắt cái này không biết tên, quái vật, lúc, lại là như thế không chịu nổi một kích. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Mạng Sơn Tứ Ngược bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com còn không mau đi trương lại nhi liền nói ngay các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta trực tiếp mở thiên lý giang sơn đồ ừm lời này mới ra nghiêm phi vũ lúc này sững sờ nhìn về phía trương lại nhi kia tô huynh đâu bọn hắn làm sao bây giờ cái này cái này chỗ nào quản được nhiều như vậy à trương lại nhi nói cái này đến lúc nào rồi không được nghiêm phi vũ trực tiếp trả lời nói cùng sinh tử cùng tiếng thối chúng ta há có thể cứ như vậy vứt xuống hắn mặc kệ không phải trương lại nhi đã im lặng bắt đầu ai sẽ nghĩ đến cái này đồ vật lợi hại như vậy tùy cơ ứng biến hiểu không đúng rồi nói không chừng tô tử dương bọn hắn đã sớm đi vậy cũng không được nghiêm phi vũ nói muốn đi ngươi đi mang ta lên hai vị sư thúc không phải trương lại nhi khóc không ra nước mắt ngươi người này làm sao chó cắn lữ động tân không biết nhân tâm tốt a à, ngươi cho rằng là ta muốn chạy ta là vì cứu các ngươi ngươi lời này mới ra nghiêm phi vũ lúc này là nhìn về phía trương lại nhi bất quá không chờ nó mở miệng trương lại nhi liền chợt là quát khẽ một tiếng cẩn thận đi mau nói trực tiếp đưa tay bắt lấy nghiêm phi vũ cổ áo, tất nó lôi kéo hướng về sau thoát ra ngoài thật xa. Đích xác, kia khói đen hướng mấy người tuôn ra đến, không có dấu hiệu nào, lại tốc độ cực nhanh, chân cùng kia vỡ đê hồng thủy không có bất kỳ cái gì hai loại. So với Trương Lại Nhi, một bên giác mộc dao cùng can kim long hai người, liền ăn bữa rất nhiều. Gần như là vật kia, đã nhanh nhảy lên đến hai người trước người, hai người lúc này mới kịp phản ứng, rõ ràng thì đã trễ trốn không thoát, trốn không thoát, mặc dù biết lấy đạo hành của mình, tuyệt đối ngăn không được, nhưng là không có cách, vẫn là chỉ có thể kiên trì bên trên. Sau đó liền thấy kia giác mộc dao dẫn theo huyển âm trượng, bổ ra mấy đạo ánh lửa, mà can kim long đâu, cũng là vung vẫy lôi đình oanh, khuấy lên cuồng cùng kinh lôi. Nói đến, hai người này cũng đích xác không hổ là thương minh cửa trưởng lão, lại còn coi là thật cùng vật kia qua hơn 10 chiêu lại nói một bên khác trương lại nhi cùng nghiêm phi vũ không đi ra bao xa nghiêm phi vũ liền liền giơ tay mở ra trương lại nhi nghiêm nghị nói ngươi túng ta làm gì bất quá trương lại nhi ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chậm chạp nghiêm phi vũ sau lưng chiến cuộc luôn miệng nói ông trời của ta ngươi mấy cái này sư thúc có thể a à, không hổ là trưởng lão a à, thừa cơ hội này chúng ta đi nhanh lên nói vốn muốn trải rộng ra thiên lý giang sơn đồ bất quá lúc này nghiêm phi vũ đã quay người một cái bước xa liền muốn lại trở về sông, còn tốt, Trương Lại Nhi tay mắt lanh lẹ, thả người níu lại Nghiêm Phi Vũ, lại đem cho kéo lại, nói: "Ai ai ai, ngươi lại làm gì? Ngươi cứ nói đi." Nghiêm Phi Vũ nói: "Ta nào biết được." Trương Lại Nhi trả lời, lúc này còn không đào mạng, ngươi là hổ vẫn là nhị vị? Đào mệnh đào mệnh, trừ đào mệnh, ngươi còn có thể nghĩ đến một chút cái gì? Nghiêm Phi Vũ trực tiếp trả lời, ta cho ngươi biết, ngươi muốn đi, ngươi đi. Đừng quản ta. Ngươi. Ta. Trương Lại Nhi vốn muốn nói, chính ngươi bao nhiêu cân lượng mình không biết sao. Ngươi đi trừ có thể chịu chết còn có thể làm gì. Nhưng làm sao, lời đến khóe miệng, lại xinh xinh nuốt trở vào, hung tợn nói, thật sự là hảo tâm xem như lòng lan dạ thú, quản ngươi, ta ăn nhiều, ta lại quản ngươi, ta đập đầu chết. Phanh cũng chính là bên này vừa dứt lời, một bên khác, liền trực tiếp là một tiếng vang thật lớn. Vô luận là Trương Lại Nhi, vẫn là nghiêm phi vũ, đều thấy thật thật, ngay tại một nháy mắt, giác mộc dao trong tay huyễn âm trượng, càng kim long trong tay lôi đình oanh, tất cả đều bị nổ cái vỡ nát. Đúng. Hai người pháp khí hủy. Hoàn toàn hủy. Về phần hai người nha, cũng là bị chấn động đến bay ra ngoài thật xa, giác mộc dao còn nặng nệ nệnh ở trên một cây đại thụ ôm hết đại thụ chặn ngang cắt đứt mà hai người sau khi hạ xuống cũng sẽ không tiếp tục động đậy hoàn toàn nhìn không ra sống hay chết cái này cũng chưa tính vừa giải quyết hết giác mộc dao cùng can kim long kia khói đen liền liền trực tiếp hướng nghiêm phi vũ cùng trương lại nhi đánh tới nghiêm phi vũ quá sợ hãi liền nói ngay trương lại nhi ngươi đi mau nhanh vô ý thức hướng bốn phía nhìn nhìn đã không gặp trương lại nhi bóng dáng lại nhìn cái này nghiêm phi vũ liền cũng không có nhiều lời cứ như vậy đứng tại chỗ hít sâu một hơi song quyền nắm chặt con mắt đóng chặt là đã không có trốn tránh lại không có đào thoát càng không có rút kiếm không biết là dọa sợ dọa ngốc hết biện pháp chỉ có thể nhận mệnh chờ chết hay là nói còn có cái gì dở trò đang nổi lên cái gì kế hoạch lớn sau đó liền thấy kia cuồn cuồn khói đen là phi tóc xâm nhập mà đến thế nhưng là nghiêm phi vũ đâu nhưng như cũ nguyên nhiên bất động mắt thấy khói đen liền muốn bổ nhào vào nghiêm phi vũ trên thân phanh đúng lúc này mấy chục đạo kim quan lại là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp tất kia khói đen đánh cho lui ra ngoài thật xa không chút nào cho kia khói đen cơ hội thở dốc bảy tám thanh trường kiếm liền lại hoành không xuất thế đều hướng khói đen bước tới mà theo sát trường kiếm, còn có thật lớn một trương bát quái cờ. Đổ ập xuống, nhào về phía kia khói đen. Mặc dù không gặp người, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, là Tô Tử Dương. Cùng nghiêm phi vũ bọn người trước đó đồng dạng, đều bôi mạng đà hương, còn thiếp ẩn thân phù. Cho nên, cho dù là đã xuất thủ mấy lần, nhưng vô luận là trương lại nhi, nghiêm phi vũ vẫn là quái vật kia, đều như cũ phân rõ bất thế Tô Tử Dương cụ thể phương vị về phần tô tử dương nha đích thật là có dạng này được trời ưu ái ưu thế lại chiếm hết tiên cơ nhưng là nó vẫn không cảm thấy mình có thể kiên trì quá lâu chỉ có thể nói trước mắt vật này thực tế là quá lợi hại cho dù là tô tử dương dạng này bất chấp hậu quả đấu pháp có thể đối thương tổn của nó nhưng như cũ như gãi ngứa ngứa trong chốc lát có thể sử dụng chiêu thức tô tử dương đều dùng lại tiếp tục như thế tô tử dương cũng chỉ có một con đường đó chính là hết biện pháp bất quá đúng lúc này chợt nghe tô tử dương cất cao giọng nói trương công tử ngươi vẫn còn chứ ta đại trận đã bố thành ngươi mau đem nghiêm công tử mang đi miễn cho ngộ thương hắn vẫn không có tiếp lời bất quá tô tử dương lời còn chưa dứt nghiêm phi vũ cổ áo liền lại bị người cho níu lại sau đó cả người là trực tiếp bay ra đợi đến nó phản ứng khi đi tới mình liền lại rơi vào trong một vùng hư không vẫn là đồng dạng chỉ có chính mình một người cũng không thấy trương lại nhi mà lại túng tại nghiêm phi vũ trên cổ áo tay sớm liền đã buông lỏng nghiêm phi vũ cũng không biết trương lại nhi đến tột cùng là cùng mình cùng đi hay là nói hắn chỉ đem mình ném vào lại nói một bên khác nghiêm phi vũ rời đi về sau tô tử dương liền cũng biến mất vô tung vô ảnh rất rõ ràng quái vật này trên tay Tô Tử Dương ăn phải cái lỗ vốn. Phát hiện Tô Tử Dương bọn người không gặp, trực tiếp liền giận, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, không có ở đây trong rừng du đảng. Nghe được người là không rét mà run, lông xương kinh người. Mà hành vi phương thức cùng tốc độ, cũng là từ chảy xuôi, dân trào, biến thành, tướng ngược, tán loạn, cuồng bôn. Cứ như vậy, thẳng đến từng cái từng cái kim quang, bỗng nhiên từ mặt đất toát ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Thiên tôn đảng ma trận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Khởi trận Hơn nữa, còn là Mao Sơn nổi danh nhất, cũng là lợi hại nhất trận pháp một trong thiên tôn đảng ma trận. Trận này là như thế nào tồn tại, không cần nhiều lời. Học đạo người, từ 70 lão tẩu, hạ đến Mao đầu trẻ con, không ai không biết, không người không hay cũng tỉ như nói hiện tại đi, một trận đã lên, cái này trong rừng, là kim quang tung hoành, linh khí bốn phía, trọng vẹn trải ra vài dặm địa, chỉ cảm thấy toàn bộ bồn địa đều bị bao phủ trong đó. Đương nhiên, quái vật kia, cũng không ngoại lệ, hiện tại, vừa vặn ngay tại cái này thiên tôn đảng ma trận chính trung tâm. Cái này thiên tôn đảng ma trận, chính là tại vừa rồi nghiêm phi vũ, trương lại nhi bọn người cùng kia lão đạo nhân cùng hiện tại cái quái vật này quần nhau thời điểm Tô Tử Dương, Phó Thiếu Du cùng hàng kiều ba người, ở một bên, gắn sức đuổi theo bầy ra đến. Cái này có thể nói là mấy người cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất. Thành, thì tất cả đều vui vẻ, bại, thì vạn kiếp bất phục. Đối đây, ba người so với ai khác đều rõ ràng. Lại nhìn lúc này, ba người đã tất cả đều hiện thân, trình thế chân vạc, treo ở quái vật kia trên không, tự mình ép trấn, không riêng như thế, tô tử dương còn xuất ra, lần này từ mao sơn mang ra lợi hại nhất trân bảo thất diệu châu mà nghiêm phi vũ cũng là tất mình từ thương minh mang tới huyết linh lung cho tô tử dương một cái đại trận hai kiện trân bảo ba người hoàn toàn một bộ đập nồi dìm thuyền cá chết lưới rách tư thế lại nói quái vật kia gào thét tiếng gầm càng lớn càng hung chấn thiên hám địa rõ ràng nó hỏa khí cùng nộ khí cũng là càng tăng lên xanh mơn mởn chùm sáng, tại kia trong khói đen, không ngừng lóe ra, lại không ngừng biến mất, không ngừng biến mất, lại không ngừng lóe ra. Thứ này đang dãy dụa, đem hết toàn lực dãy dụa. Nhưng là, kia khói đen, dĩ nhiên đã không còn như trước đó như thế tự do, tùy ý, hoàn toàn bị định ngay tại chỗ, một hồi co vào, một hồi bành trướng, một hồi bành trướng, một hồi có vào. Đương nhiên, ngay tại lúc đó, Hàng Kiều, Phó Thiếu Du, thậm chí tô tử dương biểu lộ cũng là cực kỳ khó coi song mi nhíu chặt cắn chặt hàm răng sắc mặt trắng bệch mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không chỗ ở rơi xuống thứ này đến cùng là cái gì a à? chợt nghe phó thiếu du nói làm sao lợi hại như vậy a à? thiên tôn đảng ma trận thất diệu châu huyết linh lung cộng lại đều không làm gì được từng chữ nói ra cảm giác đơn giản như vậy mấy chữ là nó ngạnh sinh sinh cắn nát răng Mới từ miệng bên trong gạt ra Khó nói Hàng Kiều nói Tình huống một chút không thể sao Phó Thiếu Du tốt Lại tiếp tục như thế Chỉ sợ gánh không được Phó Thiếu Du lại nói Gánh không được cũng được kháng Hàng Kiều liền nói ngay Không phải liền phải chết Phó Thiếu Du không nói thêm gì nữa Kỳ thật Không riêng gì Phó Thiếu Du cùng Hàng Kiều Lúc này Tô Tử Dương cũng giống như vậy Lòng tràn đầy nghi hoặc Không rõ ràng cho lắm đây rốt cuộc là cái thứ gì? Làm sao lợi hại như vậy? Kỳ thật, tại trước khi tới đây, Tô Tử Dương chuyện lo lắng nhất là mình trận pháp vải không ra, hoặc là, giăng ra về sau, tất đối phương vẫn không đến trong trận tới. Tô Tử Dương một trận cảm thấy, chỉ cần thiên tôn đảng ma trận bố trí xong đến, lại ngăn chặn vật kia, vấn đề này liền liền không lớn, nhưng là bây giờ, lại phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy vật này thực lực vượt xa tô tử dương đám người tưởng tượng tô tử dương không biết quái vật kia còn có thể chống bao lâu thiên tôn đảng ma trận còn có thể chống bao lâu cùng mình cùng phó thiếu du hàng kiều ba người lại có thể chống bao lâu hiện tại xem ra thắng thua thành bại hưu chết vào tay ai hết thảy khó liệu lại nói một bên khác lúc này nghiêm phi vũ là hoàn toàn không biết mình bây giờ đến cùng lại bị thiên lý giang sơn đồ đưa đến nơi nào xung quanh là đen kịt một màu. Hoàn toàn không có một chút sáng ngời, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại, còn không có một chút tiếng vang, yên tĩnh, chết một dạng yên tĩnh. Nghiêm phi vũ cứ như vậy đứng, mắt trợn trừng. Một lát. Trương Lại Nhi. Bỗng nhiên nói, Trương Lại Nhi. Ngươi người đâu? Có tiếng vang, lại có tiếng vang, thanh âm của mình, cứ như vậy trong đêm tối vừa đi vừa về du đảng du đảng. Đây cũng là chỗ nào? Nghiêm Phi Vũ lại nói, ngươi thiên lý giang sơn đồ đến cùng được hay không? Không đúng, là ngươi đến cùng được hay không? Nói chuyện A. À? Không có trả lời, hoàn toàn không có trả lời. Nói chuyện. Nghiêm Phi Vũ một tiếng quát chói tai, nhanh lên một chút. Có thể nghe ra Nghiêm Phi Vũ lửa giận, nhưng là, không hiểu cũng có thể nghe ra như vậy một chút sợ hãi, khủng hoảng. Đúng, Nghiêm Phi Vũ thanh âm đang run. Lại là một lát. Nhìn thấy Nghiêm Phi Vũ, chậm rãi nâng lên cánh tay, ngã vào vạt áo của mình bên trong, xuất ra một đạo linh phù. Nghiêm Phi Vũ thân thể cũng bắt đầu run rẩy, không tính quá rõ ràng, nhưng đích xác đang run, toàn thân trên dưới đều đang run, có thể nhìn ra, thật sâu hít một hơi, dường như nghĩ bình phục ở tâm tình của mình, nhưng là, tự hồ đồng thời không có ích lợi gì. Sau đó, nhìn thấy nó cầm linh phù, tại không trung như thế nhoáng một cái, linh phù kia, nhảy mắt giấy lên, thừa dịp điểm này sáng ngời, nghiêm phi vũ mang trong thấy cái này bốn phía đại khái bộ dáng. Đây là sơn động, hoặc là địa cung. Mà nghiêm phi vũ trước người, liền bày biện một bộ quan tài, đã nát quan tài. À, không hiểu thấu, chợt nghe nghiêm phi vũ một tiếng kêu sợ hãi, sau đó một cái lão đảo ném xuống đất, cái này cũng chưa tính, lập tức lại lộn nhào, dùng cả tay chân hướng sau nhảy lên ra ngoài thật xa lại nhìn linh phù kia sớm đã tại bay xuống quá trình bên trong dập tắt thành mấy cái nho nhỏ điểm sáng bốn phía lần nữa khôi phục một vùng tăm tối mà nghiêm phi vũ đâu thì co quắp tại một bên không chỗ ở run rẩy rung động hơi thở tuyên bố hiển hết sức rõ ràng cứ việc nghiêm phi vũ tại khắc chế tại tận lực để cho mình bảo trì trấn định cứ như vậy lại là một lát ông bốn phía bỗng nhiên lóe ra mấy cái hỏa cầu, nghiêm phi vũ chung quanh lại lần nữa sáng sủa. À! Mà nghiêm phi vũ đâu, lại là trích lên một tiếng, lộn nhào lại hướng về sau nhảy lên ra thật xa, trong vô thức, vốn định là móc ra bên cạnh thân trường kiếm, thế nhưng là sợ mấy lần lại phát hiện, trường kiếm không biết bắt đầu từ khi nào đã không thấy bóng dáng. Lại nói nghiêm phi vũ, lúc này, đã lui đến một chỗ vách đá bên cạnh, dứt khoát cứ như vậy co quắp tại nơi hẻo lánh, cả người tự như chỉ con chuột nhỏ nơm nớp lo sợ mà nhìn xem phía trước không có người cái gì cũng không có ai ai chợt nghe nghiêm phi vũ hô ra 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 không có người tiếp lời ra nghiêm phi vũ lại nói nhanh lên một chút ra ra vẫn không có đáp lại không muốn giả thần giả quỷ nghiêm phi vũ hoàn toàn bộc phát khang cả giọng mà quát, nhanh lên một chút, ta nhìn thấy ngươi, ra, có nghe hay không? Không còn ra, đừng trách ta không khách khí, có nghe hay không? Hô Hồ hồi lâu, không có đạt được một chút hồi phục. Cứ như vậy, nghiêm phi vũ sau cùng, cuộc kinh cũng sụp đổ, còn lại, trừ sợ hãi, chính là sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy, tỉ mỉ đánh giá bốn phía, không dám bỏ qua một chút gió thổi cỏ lây. Thẳng đến một thân ảnh, bỗng nhiên, trống rỗng xuất hiện tại nghiêm phi vũ trước người, là Trương Lại Nhi, cách nghiêm phi vũ gần vô cùng, một mặt mỉm cười, nghiêm công tử. Ba chữ, còn chưa nói xong, nghiêm phi vũ đã là quá sợ hãi, một tiếng gầm nhẹ. Mà Trương Lại Nhi đâu, trước một giây vẫn là mặt mày hớn hở, nhưng là, sau một giây, nhảy mắt trở mặt, sau đó, một chút nhảy lên ra ngoài thật xa, đứng vững về sau, cũng là mắt trợn trừng, miệng cũng dương thật to, kinh hồn khó định bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Nhược điểm trí mạng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trương Lại Nhi không biết là mình hoa mắt, vẫn là thế nào, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, mình cùng nghiêm phi vũ ở giữa, bỗng nhiên lâm không huyển ra một con quái vật. Hư vô mờ mịt, hình như có còn không, giống như là lão hổ, lại giống sư tử, há to miệng không đúng, tuyệt đối là mình hoa mắt. Trương Lại Nhi nhìn xem nghiêm phi vũ, suy nghĩ nói, đúng, trước đó bốn phía đen như vậy, bỗng nhiên đèn sáng, khó tránh khỏi. Không đúng, không đúng. Trương Lại Nhi đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi nghiêm phi vũ kia âm thanh gào thét. Thanh âm kia tựa hồ cũng cùng nghiêm phi vũ bình thường thanh âm chênh lệch rất xa, trầm thấp mà hùng hậu, giống hổ khiếu, lại giống long ngâm. Ngươi vừa rồi đến cùng đang làm gì? Trương Lại Nhi bên này còn không có xoắn suýt ra cái nguyên cớ tới, nghiêm phi vũ bên kia lại là lần nữa bạo tẩu, một tiếng quát chói tai, đồng thời, cứ như vậy hung tận nhìn xem Trương Lại Nhi. Ừm. Trương Lại Nhi sững sờ, như ở trong mộng mới tỉnh ta. Ta, ta làm gì ta? Ta gọi ngươi vì cái gì không đáp ứng? Nghiêm phi vũ lại nói, nộ khí chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ta. Ngươi trương lại nhi vẫn có chút chưa tỉnh hồn còn tại xoắn suýt vừa rồi cái kia đầu thú không phải trước ngươi luôn miệng nói phải không quan tâm ta quản không quan tâm ta quản hiện tại cái này nghiêm đại thiếu gia ngươi tiểu thư này tính tình không khỏi cũng quá lớn đi ngươi nói cái gì nghiêm phi vũ lúc này đứng dậy gặp một lần như vậy trương lại nhi là liền lùi lại mấy bước còn có ngươi bắt ta bay chảy khô sao nghiêm phi vũ lại nói bay lưu bội kiếm của ta ngươi rơi ta cho ngươi nhặt lên a trương lại nhi nói không phải nghiêm đại thiếu gia ngươi còn nói ta ngươi nói hai người chúng ta đi tới cái hoàn toàn nơi chưa biết chúng ta nhất nên làm chẳng lẽ không phải mượn cái này hắc ám hoàn cảnh mở đêm mắt điều tra một chút chung quanh có hay không địch tình sao ta liền đi qua một chút ngươi này cũng tốt lại là gầm loạn gọi bậy lại là trực tiếp điểm linh phù Cà ca ca, ngươi biết ngươi vừa rồi làm như vậy, nguy hiểm cỡ nào sao? Nghiêm phi vũ không có tiếp lời. Lập tức, lại nghe Trương Lại Nhi nói. Còn tốt, nơi này không có gì, nếu là có cái gì mạnh thú, ông trời của ta, ngươi cho rằng liền ngươi vừa rồi như thế, ngươi còn có thể sống được. Còn có, không phải. Phía sau ngươi, cái kia. Nói nói, không hiểu liền lộ ra tiếu dung, cái kia tè ra quần, không phải, lộn nhào, còn có uống tại một bên toàn thân phát run, lại là cái gì quỷ nghiêm phi vũ vẫn không có tiếp lời sắc mặt rất khó nhìn toàn thân trên dưới cũng không hiểu lộ ra mấy phần mỏi mệt nghiêm đại thiếu gia trương lại nhi lại là tiếp tục nói ngươi đừng nói cho ta ngươi mới vừa rồi là sợ hãi a à? ngươi không phải như vậy hổ như vậy bưu một người ngay cả chết còn không sợ ngươi sợ cái gì sợ quỷ sợ tối lại nhìn nghiêm phi vũ vẫn như cũ rất bình tĩnh thậm chí ngay cả nộ khí đều tiêu nhìn xem trương lại nhi nói thanh kiếm cho ta phản ứng này quả thực là hoàn toàn vượt quá trương lại nhi dự kiến trương lại nhi nguyên lai tưởng rằng nghiêm phi vũ sẽ giống bình thường đồng dạng phẫn nộ bạo tẩu trương lại nhi vẫn như cũ là ý cười đầy mặt ngươi chân sợ a à, ngươi một cái học đạo người ngươi cái đại nam nhân ngươi sợ quỷ sợ tối ngươi có muốn hay không làm như vậy cười hư hư ngươi đừng dọa ta a à? thanh kiếm cho ta nghiêm phi vũ lại nói ta lại không nói không cho trương lại nhi nói nghiêm đại thiếu gia ngươi nói ngươi là thế nào làm được lại hổ lại sợ lại nhị vị lại hư hay là nói ngươi bình thường kia một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ đều là trang ai người ta nói thế nào càng là thiếu cái gì càng là khoe khoang cái gì, ngươi nói ngươi có phải hay không dạng này a, à? bình thường gọi ngươi nghiêm đại tiểu thư, ngươi còn không vui, ngươi nói ngươi đây không phải đại tiểu thư là cái gì, trương lại, nhẫn hồi lâu, nghiêm phi vũ mang bộc phát, gầm lên giận dữ, ta gọi trương lại nhi, nào biết trương lại nhi cũng là gầm lên giận dữ, ta quản ngươi gọi cái gì, ngươi, có thế rõ ràng nhìn ra, nghiêm phi vũ còn có lời muốn nói, bất quá Đúng lúc này, một bên mấy đám ánh lửa, bỗng nhiên tất cả đều dập tắt, sau đó, xung quanh lại biến thành một vùng tăm tối. Nghiêm phi vũ, lần nữa bị dọa đến rung lên, cái này gần như là vô ý thức phản ứng. Cả người đều cứng đờ, hướng về sau liền lùi lại tốt hai bước, không biết là rung chân, vẫn là không có đứng vững, trực tiếp một cái lão đảo ném xuống đất. Đương nhiên, chỉ là một cái chớp mắt, ánh lửa liền lại lần nữa sáng lên. Sau đó, liền nghe trương lại nhi luôn miệng nói không phải ca ca cái kia ta không phải cố ý ta chân không phải cố ý lần này ta hướng lên trời cam đoan là chính nó tắt dù sao đã thời gian dài như vậy nói vốn định tiến lên đỡ dậy nghiêm phi vũ nhưng đi đến một nửa nhưng lại sợ cái kia không cho phép ngươi đánh ta a à, ta vừa rồi chính là chỉ đùa một chút đại nam nhân không thể nhỏ bụng gà ruột a à, mà lại hai ta hiện tại vẫn là trên một sợi thừng châu chấu còn có chính sự muốn làm, ngươi. Lại nhìn nghiêm phi vũ, đồng thời không cho bất kỳ đáp lại nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trương lại nhi một chút. Sau đó, không hiểu thấu, không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên nâng lên nắm đấm, hướng về phía mặt đất, đập mạnh mấy quyền. Miệng bên trong, còn không ngừng gầm nhẹ, gầm thét. Đây chính là dọa sợ trương lại nhi, liền vội vàng tiến lên, bắt được nghiêm phi vũ cánh tay ca, ca ca ca. Ngươi trâu, ngươi trâu ngươi trâu được hay không ta sợ ngươi cái này lại nhìn nghiêm phi vũ tiêu pha đã là da thịt mơ hồ máu me đầm đìa không phải trương lại nhi lại nói ta chính là nói với ngươi trò cười đâu ngươi cái này đều nghe không hiểu lại nói ngươi nói ngươi nếu là sinh khí ngươi mắng ta ngươi mắng trở về a à, ngươi như thế cùng mình không qua được làm gì trời ạ à, cảm giác xương cốt đều đi ra ngươi có đau hay không a à, ngươi nghiêm phi vũ đẩy ra trương lại nhi đồng thời thuận tay đoạt lấy trương lại nhi trong tay bay lưu kiếm mà trương lại nhi đâu lại là mặt dày mày dạng lần nữa tiến đến nghiêm phi vũ bên cạnh cười hắc hắc nói cái kia ta cũng không nhìn ra tại đây là cái gì địa phương ta cũng không biết cái kia thiên lý giang sơn đồ cái này lại đem chúng ta mang cái nào xó xỉnh bên trong đến ngươi nếu là muốn đi chúng ta lập tức đi cũng được nhưng là ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản nếu không ngươi xem một chút trương lại nhi lời nói này phải không sai cái này xung quanh đích thật là lộ ra cổ quái không riêng gì bởi vì có phó quan tài nha lập tức lại nghe trương lại nhi nói đúng rồi cái này bốn phía lối đi nhỏ a à, mật thất a à, cái gì ta đều thô sơ giảng lược nhìn xuống cũng hẳn là cái gì trận pháp mặc dù còn phân biệt không ra nhưng là tuyệt đối không phải tùy tiện đào đương nhiên lợi hại nhất vẫn là bộ này quan tài ngươi xem một chút đây không phải đầu gỗ chế mà là xương cốt nhìn nghiêm phi vũ nếu như ta không có đoán sai cái này xương cốt hẳn là nữ tử xương cột sống như thế một bộ quan tài nói ít cũng được đánh tới vài trăm người hoặc là hơn nghìn người thứ này gọi ngàn chết vạn kiếp quan tài chính là dùng những cái kia chết vì tai nạn người oán linh đến trấn áp trong quan tà vật hoàn toàn lấy tà trừ tà lấy quỷ chấn quỷ, lấy ma hàng ma. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Bất tử vạn kiếp quan Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nói là lần nữa nhìn về phía nghiêm phi vũ, ngươi, có thể nghe hiểu ta sao? Như vậy, nghiêm phi vũ cũng mang nhìn trương lại nhi, mặc dù, sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, nhưng là, nộ khí rõ ràng tiêu không ít mà không đợi nghiêm phi vũ mở miệng liền lại nghe trương lại nhi nói ta nghĩ chúng ta lần này khả năng rất may mắn không đúng phải nói rất không may cũng không đối dù sao chúng ta tám chín phần mười có thể là đi tới quái vật kia hang ổ chính là nó trước kia bị nhốt địa phương nghiêm phi vũ nhìn xem trương lại nhi giống như có lời muốn nói nhưng là khóe miệng run rẩy nhiều lần đều không có gạt ra một chữ. "Không phải, ngươi còn tức giận nha." Trương Lại Nhi liền nói ngay, "Nghiêm đại công tử, ngươi tính tình cũng không thể như thế lớn a, à, ta cũng không nói cái gì, không phải liền là sợ tối nha, ai còn không có sợ đồ vật có phải là?" "Lớn không được, ta giải thích với ngươi, chân thành nói xin lỗi có được hay không?" Nghiêm phi vũ đã vừa quay đầu, vừa sải bước đến kia quan tại bên cạnh, ngồi xuống, nhặt lên mấy khối đã nát cốt bản ngươi cẩn thận. Trương Lại Nhi nói. Bất quá, tự hồ đồng thời không có phát sinh cái gì dị dạng. Như vậy, Trương Lại Nhi liền cũng ngồi xuống thân, làm sao? Ngươi là nghĩ ở chỗ này tìm một chút manh mối, nhìn có thể hay không biết rõ ràng quái vật kia thân phận sao? Nói thật, quái vật kia cũng lợi hại đến mức có chút không hợp thói thường. Tam tài tứ tượng khốn âm tỏa long cục, tứ tượng đều phá đi không tính, trong này còn có một cái trận pháp một cái ngàn chết vạn kiếp quan tài, còn có, lão đạo sĩ kia tại quái vật kia trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, mà lại. Trương Lại Nhi vốn muốn nói giác mộc dao, can kim long hai người, bất quá, ngẫm lại, vẫn là ngậm miệng. Một lát. Ai, cái này cốt bản bên trên giống như là có chữ viết A. Chợt nghe Trương Lại Nhi nói. Ngươi xem một chút, ngươi. Ngươi khối kia cũng có đúng hay không? nói liền liền tiến đến nghiêm phi vũ trước người. Đích xác không sai. Cái này đều chữ gì à? Trương Lại Nhi suy nghĩ nói. Siêu siêu vẹo vẹo. Ngươi biết không? Nghiêm phi vũ khẽ gật đầu, đây là thượng cổ khế văn. Thượng cổ khế văn. Trương Lại Nhi nói. Vậy làm sao bây giờ? Vậy, vậy ngươi xem hiểu không? Có thể xem hiểu một chút. Nha. À, ngươi có thể xem hiểu. Trương Lại Nhi có chút ngoài ý muốn. Chỉ là một chút. Nghiêm Phi Vũ nói. Phía trên này tựa hồ, đích xác ghi chép không ít thứ. Chúng ta trước tiên cần phải đem cái này quan tài hợp lại tốt. Ta nhìn, có thể hay không đoán ra, nó phía trên viết là cái gì? Nha. Tốt. Sau đó, Trương Lại Nhi cùng Nghiêm Phi Vũ liền liền bắt đầu lục tìm thức dậy bên trên mảnh vỡ. Dày vò hơn nửa ngày, còn tốt những mảnh vỡ này đều không phải đặc biệt tiểu nhìn xem trên mặt đất kia không sai biệt lắm liều đủ quan tài mặt trương lại nhi là vỗ vỗ nghiêm phi vũ bả vai nói ngươi trước nhìn xem a à, ta lại bốn phía tìm xem cảm giác còn giống như có mấy khối không tìm được cái kia ta ngay tại bên cạnh tuyệt đối không chạy loạn ngươi 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 có chuyện gì liền gọi ta gọi lên liền đến nghiêm phi vũ không có tiếp lời sau đó, Trương Lại Nhi liền rời đi, không bao lâu, còn quả nhiên cầm về hai ba khối cốt bản, một bên đánh đến trên mặt đất quan tài trên mặt, vừa nói, quả nhiên, ta vừa rồi liền thấy bên kia Nhi có, thật là có, thế nào, có thể nhận ra sao? Đứng dậy, đi đến nghiêm phi vũ bên cạnh, như vậy, một trương quan tài mặt, đã không sai biệt lắm hoàn toàn tập hợp đủ. Lại nhìn nghiêm phi vũ, nhẹ gật đầu, chữ mặt dù nhận không hoàn toàn, nhưng là, đại khái ý tứ, ta nghĩ ta khả năng minh bạch Ừm. trương lại nhi nhìn xem nghiêm phi vũ nói vậy vậy viết cái gì a à? nghiêm phi vũ hít sâu một hơi biểu lộ ngưng trọng nói hẳn là là thượng cổ thần thú hống làm hại nhân gian hống trương lại nhi lúc này mắt trợn tròn ngươi nói nơi này khốn là hống không phải đâu có lầm hay không a à, ta nghe nói món đồ kia là phục hy liên thủ với nữ oa mới đem chế phục, chúng ta. Không phải, ta liền thuận miệng nói, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Nghiêm phi vũ lập tức lại chuyển hướng kia quan tài mặt, tiếp tục nói, hống làm hại nhân gian, nữ oa cùng phục hy, liên thủ tất nó chế phục, đồng thời tất nó linh thức chia ra làm ba, cùng thân thể khốn tại một chỗ, sau thứ ba phần linh thức cùng thân thể lần lượt đào thoát, mọi người tại chặn đường quá trình bên trong, chặn được không ít tàn thức nơi này khốn hẳn là những cái kia tàn thức nguyên lai là tàn thức a trương lại nhi hít sâu một hơi dọa ta một hồi ta nguyên lai tưởng rằng không đúng cái này tàn thức cũng không thể a dù sao tình cảnh lớn như vậy còn có cái kia vốn là cũng là chia ra làm ba tàn thức chặn được không ở ngoài chính là trái chặt một chút phải chặt một chút cho nên còn nói không chừng đào tẩu cùng lưu lại ai lợi hại đâu ngươi nói đúng không mà lại, dù sao cũng là hống A, à, hống A. À. Kỳ thật, cũng không trách trương lại nhi phản ứng lớn như vậy, dù sao, cái này nhưng liên lụy đến hống, cùng tứ đại thi tổ. Truyền thuyết, hống ba phần linh thức, đạo thoát về sau, liền liền phân biệt cùng thắng câu, sau khanh, nữ bạc ba người dung hợp, khiến cho bọn hắn biến thành cương thi. Mà hống thân thể, thì cùng hống từ hạo thiên nơi đó muốn tới một gốc thần một nhánh cây dung hợp, hình thành mới cương thi, đây chính là cương thi vương tướng thần. Mà cái này thắng câu, sau khanh, nữ bạc cùng tướng thần bốn người, chính là người thường nói, đại danh đỉnh đỉnh tứ đại cương thi thủy tổ. Lại nhìn nghiêm phi vũ, cũng không nói lời nào, lần nữa chậm rãi ngồi xuống thân. Mà trương lại nhi đâu, chỉ là trầm mặt một lát, liền liền không nhìn được lần nữa nói, ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì a à? ngươi nhìn lấy trước như vậy đại trận chiến, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Đúng, ngươi nói hiện tại tô công tử bọn hắn thế nào rồi? Bọn hắn trước đó nói, bọn hắn bày hẳn là thiên tôn đảng ma trận, đúng không? Khi thiên tôn đảng ma trận, cũng là mau sơn giữ nhà tuyệt học, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không đã thành công rồi. Làm sao, nghiêm phi vũ lại là lắc lắc đầu, nói. Thiên tôn đảng ma trận mặc dù lợi hại, nhưng ta cảm thấy, hẳn là còn chưa đủ lấy tất thứ này thu phục. Ta cảm thấy, vì kế hoạch hôm nay, là nhìn có thể hay không tất bộ này quan tài xây xong, sau đó, lại đem nó dẫn vào trong đó, một lần nữa phong ấn. Cái này sao có thể? Trương Lại Nhi nói thẳng, không nói trước, làm sao tất nó đưa vào đến, trước nói, thứ này làm sao tu? Đều vỡ thành dạng này, dùng bột nhão sao? Nghiêm phi vũ không có tiếp lời. Sờ sờ những cái kia cốt bản, tự hồ có lời muốn nói, nhưng là, lời nói chưa mở miệng, mạnh mẽ đạo kim quang, lại là bỗng nhiên rực rỡ ra. Trương Lại Nhi lúc này dọa đến rung lên, trong vô thức, đã một cái lắc mình trốn đến một bên. Quay đầu nhìn hết thảy trước mắt, càng là trận mắt hốc mồm. Cùng cùng khói đen cùng lăng tăng kim quang, còn có đạo đạo linh khí, cứ như vậy cuốn quít nhau, không ngừng đang xen quanh quẩn tại kia quan tại phía trên, cùng nghiêm phi vũ quanh thân. Tất cả vỡ vụn cốt bản, đều tại kịch liệt chấn động, chấn động. Mà lại, còn thỉnh thoảng phát ra thê lương lệ tiếng kêu thảm thiết, như oán như mộ, như khóc như tố, dư âm lượng lờ, bất tuyệt như lũ. Cũng không biết là nghiêm phi vũ trong tay máu tươi, nhiễm đến kia cốt bản bên trên vẫn là như thế nào, không hiểu thấu, một nháy mắt liền biến thành như vậy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Quái sự liên tục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com không phải chuyện gì xảy ra à trương lại nhi hoàn toàn hoảng hồn ngươi đây là thế nào rồi làm gì rồi lại nhìn nghiêm phi vũ biểu lộ dữ tợn cắn chặt hàm răng dường như muốn tránh thoát nhưng rõ ràng tránh thoát không được trương lại nhi là thật không biết nên làm cái gì đánh bạo hướng nghiêm phi vũ xê dịch mảy may đừng tới đây bất quá nghiêm phi vũ lại là một tiếng quát chói tai đừng tới đây ngươi đi mau ngươi đi mau. Trương Lại Nhi dọa đến khẽ giật mình, càng hoảng hốt, tiếp tục hỏi, không phải, ngươi, đây là thế nào rồi? Ngươi làm gì rồi? Ngươi đi mau. Nghiêm Phi Vũ nói. Ta cũng không biết, dù sao đừng tới đây, đừng tới đây. À. Lời còn chưa dứt, một tiếng hét thảm, sau đó, Nghiêm Phi Vũ liền liền hoàn toàn bao phủ tại kim quan kia cùng trong khói đen, ngược lại lại là mấy tiếng gào thét có nghiêm phi vũ thanh âm, nhưng cũng có, cực kỳ trầm thấp cùng thanh âm khang khang. Tiếp tục như vậy không được. Trương Lại Nhi suy nghĩ lấy, tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chết. Ta phải xem có thể hay không cứu hắn. Trương Lại Nhi đầu óc là phi tóc xoay tròn. Bất quá, còn chưa chờ Trương Lại Nhi suy nghĩ ra cái nguyên cớ tới, nhưng lại là một tiếng vang thật lớn, nghiêm phi vũ đã bị trực tiếp chấn khai. Mà ngay tại lúc đó, trong chớp nhoáng này, khói đen tiêu tán, kim quang biến mất, đương nhiên, quan trọng nhất là kia quan tài vậy mà phục hồi như cũ, hoàn toàn phục hồi như cũ. Chuyện gì xảy ra? Trương Lại Nhi sững sờ hồi lâu, mới nhìn về phía Nghiêm Phi Vũ, không phải, ngươi là thế nào làm được? Lúc này, Nghiêm Phi Vũ đã sức cùng lực kiệt, gần như hư thoát, nằm trên mặt đất, cảm giác bò đều không đứng dậy được, ta, ta cũng không biết. Dường như muốn đứng dậy, Trương Lại Nhi vội vàng đi qua đỡ lấy Nghiêm Phi Vũ, nhìn Nghiêm Phi Vũ, lại nhìn kia quan tài, vẫn như cũ là trượng nhị vị hòa thượng, hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng không biết kia quan tài bây giờ còn có thể dùng sao. Chợt nghe Nghiêm Phi Vũ nói. Ừm. Trương Lại Nhi sững sờ cái này, như vậy. Sợ là, sợ là có thể đi. Chuyện này không nên chậm trễ, ta nhìn, vẫn là mau đem nó mang đi ra ngoài nghiêm phi vũ lại nói nha trương lại nhi mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu đầu tiên là đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí tiếng đến kia quan tài trước sờ sờ kia nắp quan tài đồng thời không có phát sinh bất cứ chuyện gì sau đó trương lại nhi lại lớn lá gan nắm lên kia nắp quan tài vẫn không có bất kỳ khác thường gì lại về sau trương lại nhi liền liền tất kia nắp quan tài đóng đến quan tài bên trên vẫn là đồng dạng cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì. Như vậy, Trương Lại Nhi trong lòng, thế nhưng là an tâm nhiều. Lập tức quay người, đỡ dậy nghiêm phi vũ, trở lại quan tài bên cạnh. Hết thảy sẵn sàng, Trương Lại Nhi là hít sâu một hơi, hiển nhiên là muốn mở thiên lý giang sơn đồ. Bất quá, đúng lúc này, nghiêm phi vũ khoát lên Trương Lại Nhi đầu vai cái tay kia, lại là bỗng nhiên dùng sức. Ừm. Làm sao rồi? Trương Lại Nhi hỏi, thân thể không thoải mái sao? Nếu không, chúng ta ở chỗ này trước tu tập một chút. Nghiêm Phi Vũ khẽ lắc đầu, nói: "Không phải, hôm nay tại cái này, trong này phát sinh sự tình, ngươi tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nhấc lên." "À nha." Trương Lại Nhi xấu hổ cười một tiếng, sợ tối tính cái gì a, à? ta không phải nói nha, ai cũng có sợ đồ vật. "Không cần để ý." Nghiêm Phi Vũ không nói gì. Nhìn xem Trương Lại Nhi, mà Trương Lại Nhi cũng là nhìn xem Nghiêm Phi Vũ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trương Lại Nhi biết, Nghiêm Phi Vũ nói đến cùng là cái gì, Trương Lại Nhi lại không phải người ngu. Vô luận là trước kia, Nghiêm Phi Vũ trước người bỗng nhiên xuất hiện đầu thú, vẫn là từ Nghiêm Phi Vũ tiếng gầm, hay là từ cái này bỗng nhiên phục hồi như cũ quan tài, đều có thể nhìn ra, Nghiêm Phi Vũ không đơn giản. Trước đó, Trương Lại Nhi còn có chút ít không xác định nhưng là, Nghiêm Phi Vũ lời này mới ra, có một số việc chính là chân sáng tỏ. Hiện tại xem ra, trước đó, Nghiêm Phi Vũ loại kia loại để Trương Lại Nhi im lặng tới cực điểm hành vi, tự hồ cũng không đơn thuần là hổ, nhị vị cùng không muốn sống. Nghiêm Phi Vũ trên thân có đồ vật, rất lợi hại đồ vật. Mặc dù, cho tới giờ khắc này, Trương Lại Nhi còn phán đoán bất thế, rốt cuộc là thứ gì, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên Nghiêm Phi Vũ cũng không phải đồ đần, hắn biết, hiện tại Trương Lại Nhi đang giả ngu giả ngốc. Sau đó, hai người liền liền tất cả đều đem ánh mắt từ lẫn nhau trên thân dời, Trương Lại Nhi nín thở ngưng thần, không biết niệm những thứ gì, sau đó dương một tay lên, mở ra thiên lý giang sơn đồ, một tay viện Nghiêm Phi Vũ, một tay dắt lấy kia ngàn chết vạn kiếp quan tài chui vào. Lần này, hai người phi thường may mắn, đi thẳng đến hai người muốn đi nhất địa phương, lão đạo sĩ kia pháp đạn trước trước đó hai người đã trong tiềm thức tư tưởng vô số loại khả năng tô tử dương mấy người thắng tô tử dương mấy người thua tô tử dương mấy người cùng quái vật kia ngay tại hỗn chiến thậm chí tô tử dương mấy người đã chết rồi chờ một chút chờ một chút có thể nói nghiêm phi vũ cùng trương lại nhi là làm tốt chuẩn bị đầy đủ nghền đón hết thảy bất quá tình huống thật vẫn là hoàn toàn vượt quá hai người đoán trước yên tĩnh chết một dạng yên tĩnh bốn phía tỉnh phải có chút không chân thực pháp đàn bị hủy quái vật kia không gặp pháp đàn trước nằm ngang bảy tám bộ thi thể nhưng không phải tô tử dương phó thiếu du bọn hắn mà là những cái kia mộ những này mộ bị hút khô làm được giống hung đen gậy gỗ một dạng còn có quái vật kia không gặp hoàn toàn không thấy bóng dáng tô tử dương bọn người cũng không thấy chuyện gì xảy ra nhưng nghe Trương Lại Nhi nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nói chuyện, Nghiêm Phi Vũ lại là một cái lão đảo, lúc này Nghiêm Phi Vũ, thực tế là quá hư nhược. Ngươi không có chuyện gì chứ? Trương Lại Nhi nói. Ngươi nếu không trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm bọn họ. Không được, không được. Ngươi dạng này, ta cũng không thể đưa ngươi một người đặt ở chỗ này à, ngươi nếu không kiên trì một chút nữa, nghiêm phi vũ lắc lắc đầu ta không sao nhi ngươi không cần phải để ý đến ta phải tranh thủ thời gian tìm tới quái vật kia đúng ngươi sẽ phân biệt thi khí sao chính là ngươi ở trên đỉnh núi dùng kia biện pháp sao ta hội trương lại nhi nói biết một chút nhưng là không có thế nào dùng qua ta thử một chút a à. Trương Lại Nhi nói liền liền đem nghiêm phi vũ trước đỡ đến một bên đại thụ một bên, dựa vào. Sau đó, nín hơi ngưng thần, đứng ở nguyên địa, hai tay chật thành núi nhỏ thức, chật thành nhị vị cánh thức, chật thành tam xoa thức, miệng bên trong càng là nói thầm lấy chút nghe không rõ chú ngữ. Sau một lát, chợt dương một tay lên. Sau đó nháy mắt sửng sốt, không riêng gì Trương Lại Nhi, còn có nghiêm phi vũ. Nghiêm phi vũ sở dĩ muốn để Trương Lại Nhi dùng biện pháp này, không ở ngoài, chính là nhìn có thể hay không lấy thi khí vị trí, đánh giá ra quái vật kia phương hướng. Dù sao, quái vật kia lợi hại như vậy, thi khí tuyệt đối là che khuất bầu trời, phô thiên cái địa. Trương Lại Nhi cũng đích xác minh bạch hắn ý tứ, về phần Trương Lại Nhi trong tay công pháp nha, mặc dù không thuần thục, nhưng rất may mắn làm xong rồi. Chỉ là cái này nhìn thấy kết quả nha. Bốn phía dương khí cực thịnh, đúng, dương khí cực thịnh thậm chí không nhìn thấy một chút âm khí, chớ nói chi là thi khí. Cái này rất kỳ quái, vì thường kỳ quái, dù sao, cho dù là quái vật kia, giết Tô Tử Dương một đám sau đào tẩu, nơi này cũng không nên ngay cả một chút còn sót lại thi khí đều không thừa. Chớ nói chi là hiện tại như vậy, dương khí cực thịnh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50. Hư không tiêu thất bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chuyện gì xảy ra trương lại nhi nhìn xem nghiêm phi vũ chẳng lẽ nói bỗng nhiên đến cái gì cao nhân đem quái vật kia cho thu rồi không thể nào cho dù là lấy đi cũng sẽ không ngay cả thi khí cũng cùng một chỗ thu đi nghiêm phi vũ không có tiếp lời một lát không đúng không đúng trương lại nhi lại nói không đúng không phải cao nhân cái này xung quanh thi khí còn có thể nói còn nghe được, thế nhưng là cái này mộ. Người nói cao nhân kia, hắn sẽ dùng loại này âm độc biện pháp. Có lẽ còn là kia hống, quái vật kia, đánh bại tô tử dương bọn hắn về sau, đem những này mộ cho thuận thế hút khô, sau đó, lại đem cái này xung quanh tất cả thi khí hút khô, lại đào tẩu, bởi vì trốn được thực tế quá nhanh, cho nên. Vẫn là không đúng, không đúng. Trong đầu hoàn toàn loạn thành một đoàn nha, trăm mối vẫn không có cách giải về phần nghiêm phi vũ đâu vẫn không có tiếp lời ta nhìn hiện tại tốt nhất vẫn là nhìn có thể hay không tìm tới tô tử dương bọn hắn hiện tại hẳn là chỉ có bọn hắn biết là chuyện gì xảy ra đúng trương lại nhi nói liền liền nhảy lên đến nghiêm phi vũ bên người ta trước đó nhìn thấy cái kia giác mộc giao trưởng lão cùng can kim long trưởng lão hai người bọn họ không nhất định chết rồi còn có cái kia cơ thủy báo trưởng lão vẫn luôn không có hiện thân. Cũng chỉ có dạng này. Nghiêm phi vũ nói liền liền xoay tay lại đè lại sau lưng thân cây. Thấy như vậy, Trương Lại Nhi là vội vàng đỡ lấy nghiêm phi vũ cánh tay, tất nó nâng, ta nhớ được, chúng ta lúc ấy, là hướng bên kia Nhi chạy đúng hay không? Nghiêm phi vũ nhẹ gật đầu. Sau đó, Trương Lại Nhi liền liền nắm lấy nghiêm phi vũ nhảy lên đã xuất thân. Một đường bước nhanh, đích thật là tìm được can kim long cùng giác mộc dao, hai người vẫn như cũ là nằm tại trước đó địa phương. Giác Mộc Giao chết rồi, Càng Kim Long còn có còn lại một hơi. Có thể rõ ràng nhìn ra, Can Kim Long trước đó bị thương rất nặng, nhưng là, lúc này, nó dương khí cực thịnh, đồng thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Mà trừ hai người ra, Trương Lại Nhi còn ngoại ý muốn phát hiện Phó Thiếu Du cùng hàng kiệu hai người thi thể. Đích xác, hai người cũng chết rồi, ngay tại can kim long cùng giác mộc giao cách đó không xa. Trương Lại Nhi là thế nào cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà lại chết, dù sao, trong cơ thể hai người thế nhưng là có tang thi cổ, vì thế, Trương Lại Nhi là tỉ mỉ đối với hai người thi thể kiểm tra tốt một phen. Sau khi đứng dậy, là sắc mặt xanh xám, hai mắt hoảng hốt. Làm sao rồi? Nghiêm Phi Vũ hỏi, vẫn như cũ là tựa ở một chỗ thân cây bên cạnh. Lần nữa trầm mặt một lát, Trương Lại Nhi mới nhìn về phía Nghiêm Phi Vũ, nói bọn hắn, trong cơ thể của bọn họ cổ trùng bị người, không đúng, là bị thứ gì, hút khô, hoàn toàn hút khô. Ta đoán, bọn hắn bắt đầu, hẳn là bị đánh thành trọng thương, liền dựa vào kia cổ trùng treo mệnh, nhưng là, không chờ bọn hắn nguyên khí thoáng khôi phục, cổ trùng liền bị hút khô, sau đó bọn hắn liền chết. Cái này, nghiêm phi vũ song mi nhíu chặt, vốn là không rõ ràng cho lắm, lần này, càng là càng xem càng hồ đồ. Quá khủng bố quá khủng bố trương lại nhi liên tục bày đầu cái này hống lợi hại như vậy sao không đúng hống đương nhiên lợi hại ta nói là hắn một chút tàn thức cứ như vậy lợi hại sao mộ tàn thi cổ nói hút liền hút rồi còn có tô công tử đâu các ngươi cái kia kia trưởng lão đâu làm sao hoàn toàn không gặp sống không thấy người chết không thấy xác nói liền liền lại hô hai tiếng tô công tử kỳ trưởng lão. Vẫn là không có đáp lại. Đặc biệt là kia cơ thủy báo, từ pháp Đạn đến đây một đường này mà đến, hai người một mực tại gọi hắn danh tự, nhưng là, cũng một mực không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Làm sao bây giờ a? À? Trương Lại Nhi lần nữa nhìn nghiêm phi vũ, sau đó, vừa lớn tiếng hai tiếng, tô công tử. Kỳ trưởng lão. Lần này, thanh âm càng lớn, hoàn toàn là giác cuốn hồng hô, không hề cố kỵ. Trương Lại Nhi nghĩ là, có thể tìm tới hai người, tốt nhất, nếu như thực tế tìm không thấy, liền mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nơi này quá khủng bố. Ai? Ai đang nói chuyện? Đích xác, có đáp lại, bất quá, cũng không phải là Tô Tử Dương cùng cơ thủy báo, mà là một cái thanh âm xa lạ, thanh âm của một nữ tử. Thanh âm chưa dứt, còn lờ mờ nghe tới một chuỗi vang động, người kia hẳn là hướng bên này nhảy lên đến trương lại nhi vội vàng đỡ dậy nghiêm phi vũ làm sao bây giờ chờ một chút nhìn là chuyện gì xảy ra nhi nghiêm phi vũ nói tốt không được trương lại nhi nói muốn chờ cũng được đi cái kia ngàn chết vạn kiếp quan tài bên cạnh mà đi đúng nói liền liền trực tiếp quay người một bên tránh chuyển xê dịch vừa nói nha đúng thân thể ngươi tình trạng thế nào a à? còn có thể xuất kiếm à ta. Các ngươi là ai? Không đợi nghiêm phi vũ mở miệng, nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, có thể rõ ràng nghe ra, lúc này, đã cách hai người không xa, dừng lại. Các ngươi là ai? Có nghe hay không? Tranh thủ thời gian dừng lại. Không phải ta liền không khách khí. Đối phương tự hồ không phải người hiền lành nhi, như vậy, trương lại nhi chỗ nào còn dám dừng lại. Dưới chân bộ pháp là càng nhanh. Thật là. Nữ tử kia tựa hồ giận, nhưng đồng thời không nói gì thêm, một lát. Bỗng nhiên một trận tiếng địch vang lên. Không bao lâu, Trương Lại Nhi cùng Nghiêm Phi Vũ bên cạnh liền liền không hiểu thêm ra không ít tiểu phi trùng. Cứ như vậy quấn tại hai người bốn phía. "Côn trùng, đây là cổ." Trương Lại Nhi nói, nhưng đã quá muộn. Lời còn chưa dứt, hai người liền liền trực tiếp rơi xuống đất sau đó, nữ tử kia, là mấy cái bước xa vọt tới hai người trước mặt. Ngươi là ai? Trương Lại Nhi liền nói ngay. Lại nhìn nữ tử, hơi dò xét hai người một chút, lông mày đã nhăn lại, nguyên lai là hai cái tiểu thí hài nhi. Đạo Pháp còn như thế kém, lãng phí ta nhiều như vậy khí lực, sớm biết, ta trực tiếp vào tay. Lại nhìn xem nữ tử, ước chừng cũng chính là 17-18 tuổi, dáng dấp nha, càng là hoạt bát đáng yêu, cổ linh tinh quái một tràng. Mặt cũng là đích xác như vậy, chỉ là cái này vừa nói nha. Ngươi nói, hai người các ngươi chạy cái gì nha? Lại nghe nữ tử nói, còn có, cái rắm to con hài tử, không ngoan ngoãn ở nhà ở lại, đến nơi này đi lung tung cái gì? Vạn nhất xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Người lớn trong nhà đâu? À! Trương lại nhi sững sờ. Hỏi ngươi trưởng bối đâu? nữ tử nói không cần nói các ngươi hai cái này tiểu đạo đồng mình đến a trương lại nhi có chút hoảng hốt nữ tử dĩ nhiên đã bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ai tiểu oa nhi chính là phiền phức nói ngắn gọn đầu tiên ta không phải người xấu ta là thật xa nhìn xem nơi này thi khí trùng thiên một đường chạy tới mắt thấy muốn tới chỗ này kết quả thi khí biến mất tiếp theo chuyện này khả năng can hệ trọng đại cho nên, hai người các ngươi, nếu như cũng không phải người xấu lời nói, thành thành thật thật, ngoan ngoãn nghe lời, nói cho tỷ tỷ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ta. Cái kia. Trương Lại Nhi không hiểu ấp úng nửa ngày. Không phải không tin nữ tử, mà là nữ tử một hơi này, phối hợp cái dạng này. Cho nên không nói thật sao? Nhất định phải tỷ tỷ ra tay độc ác, nếm chút khổ sở đúng không? Nữ tử nói đã cúi xuống thân uy hiếp nói không phải trương lại nhi vội vàng nói ngươi ngươi nếu không trước đem hai chúng ta cổ giải đi chúng ta cái này rất bị khuất khó chịu muốn ăn đòn có phải không đã đưa tay bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video